Vâng, 5 phút vừa rồi thực sự là rất dài và chúng ta đã phải chờ đợi trong một trạng thái rất là hồi hộp. Và chúng tôi xin được giới thiệu lại một lần nữa đội hình để quý vị khán giả có thể tiện theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Về phía đội chủ nhà UAE, họ ra quân với đội hình gồm có thủ môn mang áo số 1 đó là Khasaib, cao thủ hậu vệ gồm có số 3 Walid Abbas, số 4 Abdurrahman, số 9 Banda Mohammad, số 21 Mahmoud Khami, số 18 Ramadan, số 5 Ali Hassan là các tiền vệ. Các tiền vệ tấn công của UAE gồm có Fabio Lima, mao số 15 và người chơi cao nhất là Ali Mahmoud, mao số 7. Đúng như dự đoán của chúng ta, đội bóng áo trắng sẽ tấn công ngay từ đầu. Một đội bóng đã có rất nhiều sự tiến bộ so với khi họ đã thua trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-1 trên sân Mỹ Đình. Việc chơi với một sự tập trung tạo ra sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự trong những phút đầu tiên là rất quan trọng. Đường chuyền của Quang Hải, Phạm Văn Đức. Nhưng chúng ta sẽ phải rất tập trung. UAE đã thay đổi rất nhiều, những phương án tấn công của đội bóng này là tương đối đa dạng. Tấn Trường lại một lần nữa cho thấy sự chắc chắn của mình. Với một sải tay và chiều cao lý tưởng thì Tấn Trường luôn có lợi thế trong tình huống bóng bổng. Tuyến giữa rất mạnh, họ có nhiều cầu thủ có khả năng di chuyển linh hoạt và phối hợp với nhau rất ăn ý. Chính vì thế trận đấu này huấn luyện viên Park Hang-seo đã tung những tiền vệ tốt nhất của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Trường để hỗ trợ cho Tiến Linh. Cú đá phạt của Duy Mạnh. Thì Việt Nam của chúng ta đang chơi với sơ đồ 5-4-1. Ai cũng biết là UAE sức mạnh của họ phụ thuộc vào Ali Mahmoud như thế nào. Tuy nhiên Thái Lan hay Malaysia cũng không thể khắc phục được điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phong tỏa tiền đạo này như thế nào. Trọng Hoàng. Vừa rồi là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Một pha lên bóng nguy hiểm của UAE. Duy Mạnh buộc phải phạm lỗi. Đó là một tình huống mà đội bóng của chúng ta đã dâng cao và để đội bạn phản công. Ngày hôm nay một cầu thủ nhập tịch rất quan trọng của UAE không thể ra sân, đó là Kaio. Kaio đã gặp chấn thương trong buổi tập ngày hôm qua và đã thay vị trí của anh lúc này là cầu thủ mao số 14 Ibrahim bên hành lang cánh trái của đội bóng này. Ibrahim cũng đã chơi tương đối tốt ở trận đấu gặp Malaysia. Khó khăn đã qua đi. Và với những cầu thủ nhập tịch cùng những gương mặt mới thì UAE đã cho thấy sự tiến bộ rất nhiều. Họ đã nhập tịch hai tiền vệ người Brazil có kỹ thuật cá nhân rất điêu luyện và một trung phong cắm người Argentina. Điều đó cho thấy là tham vọng của UAE tại giải đấu này là vô cùng lớn. Và trận đấu này không khác gì một trận chung kết của huấn luyện viên Bert van Marwijk. Nếu UAE không thể giành chiến thắng trong trận đấu này thì chiếc ghế của ông chắc chắn là cũng sẽ bị lung lay rất nhiều. Cầu thủ UAE sẽ rất nguy hiểm với những tình huống đột phá ở trước vòng cấm. Họ sở hữu những tiền vệ có kỹ thuật cá nhân và có những pha xử lý rất nhanh nhẹn. Ông Bert van Marwijk đặt khá nhiều niềm tin vào Abdullah Ramadan,
Abdullah Ramadan cùng với Wally Abbas là hai trong số những cầu thủ đã sang Việt Nam. Các cổ động viên của chúng ta đang tạo nên một màu sắc tuyệt vời trên khán đài của sân Jabel. Đó là một điểm tựa tinh thần rất cần thiết trong một trận đấu thực sự là đầy khó khăn. Và đang làm việc kỷ luật. Xuân Trường, Quá Hải mở cánh rất thoáng cho Trọng Hoàng. Và xử lý tuyệt vời của Trọng Hoàng. Không được. Những pha bóng như vừa rồi là lý do mà Trọng Hoàng luôn được lựa chọn ở hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Abdullah Ramadan đã ngã nhưng không có một tiếng còi nào của trọng tài. Thì bước vào phút thứ 30 của mỗi hiệp, hai đội sẽ được trải qua giai đoạn cooling break. 30 phút đã trôi qua của một trận đấu đầy thách thức và đầy khó khăn với đội bóng của chúng ta. Và đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang chơi với một tinh thần tuyệt vời. Những kịch bản mà chúng ta tính tới đều đang được triển khai một cách chính xác ở trên sân. Và trận đấu bước sang phút thứ 59, tỷ số vẫn đang là 0-0. Jordani đang có 8 điểm. Một đường bóng dài, nguy hiểm. Như vậy là UAE đã có bàn thắng mở tỷ số. Đó là bàn thắng của Ali Hassan. Hassan vừa rồi đã có một khoảng trống rất lớn bên cánh phải. Đây mới là phút thứ 32 của trận đấu và thời gian còn lại vẫn còn rất nhiều. UAE tận dụng rất tốt khoảng thời gian sau quãng nghỉ cooling break. Đó là một pha chuyền bóng hay của Abdullah Ramadan. Và Ali Hassan đã không bỏ lỡ thời cơ. Đây là một cú dứt điểm chất lượng. Vị trí cánh trái của chúng ta vừa rồi đã hơi thiếu tập trung và để cho Ali Hassan có khoảng trống rất lớn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không có một thế trận vượt trội. Tuy nhiên họ lại rất biết cách tận dụng cơ hội. Vẫn đang là cầu thủ UAE. Lỗi rồi. Tình huống lùi về hỗ trợ phòng ngự tốt của Phan Văn Đức. Hoàng Đức. Xuân Trường. Duy Mạnh. Phan Văn Đức. Chúng ta cần phải duy trì lối chơi đập nhà để kéo giãn đội hình của UAE. Hoàng Đức. Vẫn là một tình huống nỗ lực lên bóng ở bên phía cánh trái. Như vậy trọng tài thổi phạt đối với Tấn Trường và quả penalty cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Đáng tiếc vì đó không phải là một tình huống quá nguy hiểm. Tuy nhiên, Ibrahim đã cho thấy tốc độ của anh rất nhanh. Như đó là một quyết định nặng tay của trọng tài, bởi góc máy vừa rồi chúng ta thấy là sự tác động của Tấn Trường là chưa đủ lớn, nhưng cũng có thể hiểu là góc nhìn của trọng tài trong pha bóng vừa rồi là chưa thực sự tốt, không thực sự thuận lợi. Dù sao thì chúng ta cũng phải đối mặt với một thử thách là quả penalty. Tấn Trường cũng đã phải đối mặt với một tình huống như vậy trước Malaysia. Mahmoud sẽ là người thực hiện quả đá cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mahmoud và Tấn Trường. Đó là một cú đá bình tĩnh của số 7 đội chủ nhà. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay đang có được sự may mắn. Có vẻ như sân Zabi vẫn đang mang đến sự may mắn cho đội bóng này. Họ đã có một hiệp đấu chơi không ấn tượng. Tuy nhiên đã có hai bàn thắng một cách khá dễ dàng. Một cầu thủ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang phải nằm sân. Đó là Mazen Hassan. Mazen Hassan là một trong những sự thay đổi người của huấn luyện viên Bert Famic so với 3 trận đấu trước. Hôm nay thì Masan đã thế vị trí của Mubarak. Hiệp 1 đang trôi về những phút cuối và những khoảng thời gian giữa hiệp chắc chắn sẽ rất bổ ích lúc này đối với đội tuyển Việt Nam. Không thi đấu thì kết quả trong những cuộc đối đầu với những đội xếp cuối bảng sẽ không được tính. Như vậy trừ đi 6 điểm mà chúng ta có được trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ có được 11 điểm. Lúc này thì một trong những đối thủ cạnh tranh với chúng ta là Jordani đang hòa Australia 0-0. Trước khi bước vào trận đấu gặp Australia, số điểm của Jordani là 8. Duy Mạnh, Trọng Hoàng pha xử lý tốt. Vẫn đang là Trọng Hoàng. Xuân Trường. Xuân Trường đi phối hợp với Hoàng Đức. Pha bóng hay của Tiến Dũng. Khi cần thì các cầu thủ của chúng ta chấp nhận phải phạm lỗi để ngăn cản những đòn phản công của đối thủ. Xuân Trường. Văn Hậu. Phạm Văn Đức. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 đã vang lên. Đội bạn đang tạm dẫn chúng ta với 2 bàn. Hiệp 1 là một hiệp đấu mà cả hai đội đã không thể hiện được quá nhiều trong cách chơi của mình. Tuy nhiên đội bạn đã tận dụng được cơ hội tốt hơn và đã có một quả penalty để tạm thời dẫn trước chúng ta với 2 bàn cách biệt. Để có được 2 bàn thắng trước chúng ta, chắc chắn là trong khoảng thời gian giữa hiệp vừa rồi, huấn luyện viên Lee Jung-jin cùng với các cộng sự của mình sẽ có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật và khích lệ thêm tinh thần nữa để các cầu thủ chúng ta sẽ thi đấu một hiệp 2 bùng nổ hơn. Lúc này thì trận đấu giữa Australia và Jordani vẫn đang có tỷ số 1-0 nghiêng về phía Australia. Và trận đấu đã bước sang phút bù giờ đầu tiên.
Kết quả tích cực đó hy vọng cũng sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm sự khích lệ trong một hoàn cảnh đầy khó khăn này, và cũng có thể dẫn tới những sự điều chỉnh lối chơi. Hy vọng rằng công tác về tâm lý của ban huấn luyện đối với các cầu thủ đã được thực hiện thực sự hiệu quả. Và chúng ta thấy là đội tuyển Việt Nam có hai sự thay đổi. Chúng tôi vừa thấy Công Phượng và Đức Huy. Công Phượng và Đức Huy có mặt trên sân. Có thể là Đức Huy thay Xuân Trường. Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu. Trong hiệp đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Đức Huy. Khá nguy hiểm. Cơ hội cho đội Bắc. Pha xử lý không tốt của Lima. Đức Huy lúc này đang chơi vị trí tiền vệ trung tâm, thay thế vị trí của Xuân Trường. Và có vẻ như Công Phượng thay cho Phan Văn Đức. Pha xử lý quá hay của Hoàng Đức. Một pha phát pressing tuyệt vời. Đó là một tình huống xử lý sở trường của Hoàng Đức. Pha xử lý này cũng gợi lại những tình huống xử lý mà Tuấn Anh đã thực hiện ở trận đấu lượt đi. Pha thoát pressing quá hay. Bước vào hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt hơn. Và đây là điều cần thiết để chúng ta có một thế trận chắc chắn và có khả năng tấn công tốt hơn. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Cơ hội, dứt điểm. Ít nhất thì nó cũng là một sự khởi sắc rất lớn so với hiệp đấu đầu tiên khi đội tuyển Việt Nam quyết định thay đổi lối chơi. Công Phượng đã không có đà để thực hiện một cú dứt điểm mạnh hơn. Trong trận đấu cuối cùng trên đất UAE tại Asian Cup 2019 thì Công Phượng đã có một màn trình diễn tuyệt vời trước đội tuyển Nhật Bản. Với những pha xử lý như vừa rồi, những pha đi bóng đầy nỗ lực, loại bỏ nhiều cầu thủ phòng ngự của đối phương. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Hoàng Đức. Khá nguy hiểm. Đội bạn đã có bàn thắng thứ 3. Đội tuyển Việt Nam chấp nhận chơi mạo hiểm hơn, dâng cao đội hình, và đó là thời cơ để UAE có thêm nhiều khoảng trống và không gian để có thêm cơ hội có bàn thắng, và họ đã tận dụng tốt. Quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. UAE có mọi yếu tố, thiên thời địa lợi. Rõ ràng là so với những trận đấu gặp Thái Lan hay Malaysia và Indonesia thì không gian chơi bóng của UAE ngày hôm nay không nhiều. Tính tổ chức trong lối chơi của đội bóng áo đỏ đến lúc này vẫn đang được triển khai khá tốt. Pha đánh đầu của Đoàn Văn Hậu. Đội bạn đã bắt bài rất nhanh. Pha cản phá tuyệt vời của Tấn Trường. Ali Hassan quá nguy hiểm và lợi hại. Cú đá của cầu thủ này rất căng và mạnh, và khả năng dứt điểm bằng cả chân trái lẫn chân phải của Ali Hassan đều rất tốt. Lại là một cú đá phạt góc nữa của Banda Mohammad, hậu vệ biên phải mang áo số 9. Không có gì khó khăn với Tấn Trường. Hoàng Đức. Đức Huy. Cú
cú mở bóng cho Công Phượng. Đội bóng của chúng ta chuẩn bị có thêm một sự điều chỉnh nhân sự nữa. Minh Vương sẽ là người được góp mặt. Hoàng Đức là người nhường vị trí cho Minh Vương. Có lẽ Hoàng Đức đã bị đau và không thể thi đấu một cách sung sức nhất. Và cả Hồng Duy nữa. Hồng Duy sẽ vào thay cho Văn Hậu. Lúc này thì tốc độ và những pha đi bóng của Hồng Duy bên hành lang cánh trái sẽ là điều mà đội tuyển của chúng ta đang cần. Lỗi của Trọng Hoàng. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của Minh Vương là pha ghi bàn vào lưới của Olympic Hàn Quốc. Công Phượng! Vẫn là Công Phượng! Không được! Công Phượng chuyền bóng ngược lại cho Quang Hải, nhưng cầu thủ phòng ngự của đội bạn đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công. Đức Huy! Cầu thủ UAE có tốc độ và khả năng phán đoán tình huống rất tốt. Và điều đó giúp ích cho họ rất nhiều. Tiến lên! Công Phượng! Công Phượng ngã rồi! Quang Hải đã khá khôn ngoan để không tham gia vào tình huống vừa rồi. Rõ ràng là sự có mặt của những cầu thủ như Công Phượng đang mang đến những luồng sinh khí mới trên hàng công của chúng ta. Ở góc máy vừa rồi thì chúng ta thấy có sự tác động của hậu vệ phải An Babi đối với Công Phượng. Đây là một tình huống mà trọng tài hoàn toàn có thể thổi phạt penalty. Đúng là như vậy. Nhưng vẫn còn đó Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải. Đường truyền của Hồng Duy. Công Phượng. Chính xác. Minh Vương. Minh Vương dứt điểm khi đã có sự áp sát của cầu thủ đối phương. Minh Vương là tiền vệ có khả năng sút xa rất tốt. Và có thể đây sẽ là điều bất ngờ mà huấn luyện viên Lee Jung-jin sẽ dành cho cao thủ UAE. Nếu có khoảng trống trước vòng 16m50, Ali Bakhut. Cơ hội để phản công. Tiến lên. Công Phượng đang di chuyển. Công Phượng. Hồng Duy đang chờ bên trên. Tiến lên. Minh Vương. Đó là những gì mà chúng ta đang chờ đợi. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tấn công có nét và khởi sắc hơn. Trọng Hoàng. Đức Huy đã lấy được bóng. Minh Vương. Tiến lên. Đội tuyển của chúng ta đã cầm bóng và triển khai tấn công mạch lạc hơn. Và chúng ta đã gây ra những sự nguy hiểm về phía khung thành của đội bạn. Thêm một quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn là Quang Hải thực hiện quả đá. Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh hay Quế Ngọc Hải sẽ là người làm nên chuyện đây. Quế Ngọc Hải. Đây sẽ là cơ hội phản công của đội bạn. Hãy để ý cầu thủ áo số 14, Ibrahim. De Lima.
Báo thay cho Ibrahim là Mohamed Zuma, cầu thủ Mao số 16. Hồng Duy. Quang Hải. Minh Vương. Bùi Tiến Dũng. Hy vọng là chúng ta sẽ có được một bàn thắng, ít nhất là một bàn thắng ở trận đấu này. Đức Huy. Hồng Duy. Vẫn là Hồng Duy. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Rất khó để áp sát khung thành của UAE khi mà họ đang được che chắn bởi những cầu thủ phòng ngự có thể hình và khả năng đeo bám rất khó chịu. Phút thứ 76 của trận đấu. Không được. Bóng hướng tới vị trí của Quế Ngọc Hải. Chúng ta có thể thấy là sự khắc nghiệt của điều kiện thi đấu tại UAE là như thế nào với hình ảnh này của Mark Hood. Đội bạn có hai sự thay đổi người. Rời sân là cầu thủ Mao số 4 Abdurrahman. Vào thay cho anh đó là cầu thủ Mao số 12 Mubarak. Một cầu thủ khác cũng vào sân, đó là cầu thủ Mao số 2 Mohamed Omar. Những cột mốc mà chúng ta có được ở Asian Cup 2019 với những chiến thắng trước Yemen, đặc biệt là chiến thắng trước Jordani và sau đó là màn trình diễn xuất sắc trước đội bóng hùng mạnh Nhật Bản. Và giờ đây chúng ta có thêm một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai của World Cup. Minh Vương. Vẫn là Minh Vương rất nhịp nhàng. Tiến lên. Điều chúng ta mong chờ, điều chúng ta chờ mong cuối cùng cũng đã đến. Tiến Linh lần thứ hai đánh bại UAE ở chiến dịch vòng loại này. Phải là như vậy, kể cả có thua đấy chăng nữa, tuy nhiên chúng ta vẫn phải có một bàn thắng để mang lại niềm vui cho các cổ động viên. Tiến Linh vẫn tỏ ra có duyên để ghi bàn vào lưới UAE. Các bạn hãy cùng thưởng thức lại màn thêu hoa rệt gấm này của đội tuyển Việt Nam. Minh Vương, Quang Hải, Minh Vương, Tiến Linh. Một loạt những tình huống phối hợp nhanh, nhuyễn và xuất sắc được kết thúc bằng cú chạm bóng tinh tế của Tiến Linh. Quá hay. Một pha phối hợp xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Nếu như chúng ta được chứng kiến bàn thắng này của Tiến Linh trong hiệp 1 thì tốt biết mấy. Bàn thắng thứ 5 của Tiến Linh trong chiến dịch vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam. Khi chúng ta đã nhận những bàn thua thì điều mong muốn lớn nhất là một bàn thắng ở trận đấu này. Và đến lúc này chúng ta đã có một bàn thắng và nó được ghi theo một phong cách mà chắc chắn là những người khó tính nhất cũng cảm thấy hài lòng. Những phẩm chất tốt nhất của bóng đá Việt Nam, của những cầu thủ tham gia vào tình huống đó đã được thể hiện. Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Lee Jung-jin trong hiệp 2 đã mang đến những hiệu quả và sự tươi mới trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh thì vẫn cho thấy nếu đưa bóng cho anh trong vòng cấm thì anh vẫn luôn biết cách để mang về những bàn thắng cho người hâm mộ. Và đây là quả đá phạt góc. Đánh đâu? Dứt điểm. Cú đá của Minh Vương.
Minh Vương đang cho thấy sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí. Mặc dù với chiều cao không ấn tượng, tuy nhiên Minh Vương vẫn biết cách để lựa chọn những vị trí và thời điểm để thực hiện tình huống dứt điểm. Những gì đã diễn ra ngày hôm nay cũng là một bài học bổ ích cho hành trình vòng loại phía trước được dự báo là rất gian nan và khó khăn. Một đường chuyền dài. Bóng hướng vị trí tới vị trí của Văn Toàn. Đội bạn lúc này có lẽ cũng không muốn đẩy kịch tính của trận đấu lên cao hơn nữa. Họ đang chủ động chơi chắc chắn và thấp bên phần sân nhà để chờ tiếng còi kết thúc trận đấu. Thêm một đường chuyền hay nữa, Công Phượng. Lỗi việt vị. Và ngày hôm nay chúng ta đã có những phương án chuẩn bị có lẽ là hợp lý nhất ở hoàn cảnh hiện tại trước khi bước vào trận đấu này. Cơ hội! Văn Côn! Văn Côn! Dứt điểm! Đó là Minh Vương! Đó là Minh Vương! Minh Vương quả là rất có duyên trong những trận đấu khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Minh Vương đã có dấu ấn trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Thật tiếc là Minh Vương đã không vào sân sớm hơn. Chúng ta đang theo dõi lại những nỗ lực của Đức Huy. Và cú chạm bóng của Minh Vương thực sự là rất nhạy cảm. Đội tuyển Việt Nam rút ngắn cách biệt, khoảng cách giờ chỉ còn là một bàn. Nhưng quan trọng là tinh thần thi đấu không bao giờ bỏ cuộc vì người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam, vì màu cờ sắc áo của những chàng trai áo đỏ. Đội bóng của chúng ta hiểu rằng việc trình diễn một màn thể hiện ấn tượng ngày hôm nay là một sự khích lệ lớn cho một chặng đường mà chúng ta sẽ đối diện với những đối thủ cực kỳ khó chịu ở vòng loại thứ 3. Và đội bóng đến lúc này đã làm rất tốt. Dù có thua đi chăng nữa thì điều đó cũng không còn quá quan trọng. Mà quan trọng là lúc này chúng ta vẫn đang thể hiện được một tinh thần thi đấu quyết tâm và nỗ lực đến những giây phút cuối cùng. Đó là điều đáng trân trọng nhất. Tất nhiên chúng ta sẽ cảm thấy tiếc với tình huống mà trọng tài không thổi penalty với Công Phượng khi Công Phượng bị một cầu thủ đối phương cản phá. Nhưng dù trận đấu này đã kết thúc rồi với chiến thắng 3-2 dành cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng nghĩa với việc đội bóng này giành được 18 điểm, giành ngôi đầu của bảng G. Nhưng đây vẫn là một ngày lịch sử, ngày 16 tháng 6 năm 2021 vẫn là một ngày lịch sử với bóng đá Việt Nam khi chúng ta tiến vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á lần đầu tiên trong lịch sử. Và xin một lần nữa được nhắc lại, chúng ta thua một trận đấu nhưng thắng một chiến dịch. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đã chơi rất tuyệt vời với tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam. Không nhiều đội bóng sau khi phải nhận tới 3 bàn thua vẫn chơi một cách đầy nỗ lực, vẫn chơi song phẳng như vậy để có những bàn thắng cực kỳ ấn tượng. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã hoàn toàn xứng đáng lọt vào 12 đội bóng mạnh nhất châu lục để tham dự vòng loại cuối cùng hướng đến World Cup. Các đội bóng ở châu Á, báo chí châu Á sẽ còn nhắc tới chúng ta khi chúng ta tham dự vào vòng đấu đó. Xin chúc mừng đội tuyển quốc gia Việt Nam, xin chúc mừng những cổ động viên luôn đồng hành yêu mến đội tuyển quốc gia Việt Nam và tin tưởng vào những kỳ tích mà đội bóng của chúng ta có thể làm được, và chúng ta đã làm rất tốt cho đến lúc này.